Không có sao đâu, anh có kinh nghiệm mà. Đừng có lo. Biết rồi. Anh làm êm lắm. Cái gì bà Khánh, bà la gì vậy bà Khánh? Cái gì vậy? Hả? Ủa? Gì? Ủa, bà Bảy? Ha ha ha. Trời ơi. Người đang làm cái gì vậy? Trời ơi, tôi bị cái khoét chân. Ông móc đau quá đi á. Từ nhẹ nhẹ thôi, chảy máu. Đang làm móng. Móc khóe thôi hả? Ừ. Móc khóe mà tại vì Khánh dãy quá, tôi làm không có được. Vậy mà này ở ngoài tôi nghe nói tôi tưởng trời ơi cái bà này quỷ này. Nghĩ mày bà gì vậy? Trời ơi ai biết đâu. Ủa? Ngồi đi. Mà sao ông Đông làm gì ở đây? Ê. Ông móc khóe. Đừng có nói tôi là hai người đang cặp bồ nha. Trời ơi, cái thái độ này. Đúng rồi đó chị Bảy. Tôi là bạn trai của Khánh. Wow! Trời ơi, ngày mai cả xóm này sẽ biết tin hai người là bồ bịch. Trời ơi, bà Bảy. Cái gì vậy? Nhầm bơn giùm cái. Dạ. Cái chuyện này thằng Khôi nó chưa có biết. Từ từ để thằng Khôi biết đi rồi hả chị hãy đi đồn. Nghe. Cái làm ơn đừng có làm bà Tám giùm tôi cái. Bà cứ giữ nguyên là bà Bảy nghe. À, trời ơi, có gì đâu thì trai ông vợ, gái ông chồng sẽ tới nhau có chuyện gì đó mà sợ xấu hổ. Biết rồi nhưng mà để Khôi nó biết đã chứ để ta nói là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Để ngoài ngõ ngoài tường cũng được đó nghe nè. Vậy sẵn mai mời hai người qua bên nhà tôi ăn tiệc luôn nghe. Tiệc dạ. Gì? Ủa? Tiệc gì chị Bảy? Trời ơi, hai vợ chồng tôi lấy nhau 20 mấy năm rồi, 25 năm rồi. Ngày mai làm bữa tiệc đơn giản. Đúng không? Câu bạc dài thì mình nói vậy thôi. Mời những người thân quen như Khánh nè, Đường Khôi nè, mấy người quen tới hai. Công nhận tôi nể vợ chồng chị thiệt. Sao? Ăn ở nhau 25 năm rồi mà chưa chán. Cái gì quá hả? Nói nghe nè, kể ông có giỡn mà. Đừng ngày mai qua bên đi. Ý có trò chơi nữa nghe. Chơi gì vậy? Ủa tiệc có chơi gì? Chơi trò chơi tâm ý tương thông. Là sao? Nghe hay hay. Hay phải không? Có nghĩa là hai người cùng yêu nhau, cùng thương nhau mà phải biết ý nghĩa của đối phương. Thí dụ tôi hỏi bà cái gì, ông kia phải biết, ông trả lời hai người cùng một đáp án thì mới được quà đó nha. Vậy là chơi phải có cặp. Có cặp. Thôi tụi chơi đâu, cái này khó lắm, chơi mất công không hiểu ý rồi quê. Không sao đâu. Đâu quê. Không sao, sẵn tiệc của chị Bảy hai mình công ra mắt luôn, ra mắt khỏi. Nó nghe nè, bây giờ thí dụ tôi hỏi nè, bây giờ nè, ông nói ông thương bả phải không? Ông là bạn trai của bả phải không? Dạ, bả nhiêu tuổi nói tôi nghe coi. 30. Hả? Trời ơi. Quá lố. Anh có bị gì không? Không. Anh nhìn kỹ mặt em đi, đường hẻm không. Anh nghĩ sao con Quyền anh con em nó 22 tuổi, em 30 tuổi. Hả? Chắc tính là em làm cô dâu 8 tuổi quá. Thôi nè, bây giờ nè, ngồi đi, tập luyện đi ha. Để ngày mai qua bên đó, giật giải thưởng về, hiểu chưa? Nghe, trời nhớ ơi. Ngày mai qua nhà tôi nghe. Nghe ơn nghe. Mặc đồ đẹp đẹp nha, ra mắt họ Hà luôn nghe. Trời ơi, cái bà này nhớ đừng có đi đồn nha. Trời đất ơi, tiệm tóc vắng quen không có ai vậy nè. Khôi ơi, cái em nhà ông Khôi. Khôi ơi. Dạ. Em chào chị. Chào em. Gái. Có cậu Khôi, kêu cậu Khôi ra chị nhờ chứ. Khôi nè chị. Em nè chị Bảy. Khôi hả? Trời ơi, chị đâu có ngờ em vậy thôi. Chị em đâu vậy ngờ... là sao? Chị đâu có ngờ em thích gái, làm gái vậy hả? Chị đâu có biết rồi, ngày mai cả xóm này sẽ có tin đồn Khôi bị đê rồi. Gì chị? Không có nha. Bảy ra trò chơi. Sơn. Em đã giải quyết nè. Tai nạn của em rồi. Nè. Ôi, dạ, trời ơi, ai vậy? Ai mà già dữ vậy? Dạ sao vậy chị? Sao tóc bạc hết trơn? Không có. Dạ, không. Cái này là nhuộm modem bây giờ đó. À vậy hả? Chị, em giới thiệu. Đây là Xuân, bạn gái của em. Giới thiệu với em. Đây là chị Bảy, là mẹ của Duy, làm trong tiệm mình đó. Đây là cái người con gái mà em nói kêu chị truy nã đó hả? Hả? Dạ. Vậy dạ. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng tới làm gái là ngày mai cả số là biết hết trơn rồi đó. Không phải, tại vì em với ảnh đang chơi trò chơi bánh từ xì á, ảnh thua cho nên bị phạt là em đổi tóc giả. Dạ, nói nghe nè, chị qua đây á, chị mời. Mới gì vậy? Mới đầu tôi mời Khánh với Liền Khôi thôi. Giờ có em sẵn mời ba người qua luôn. Đi đâu chị? Mai là cái tiệc. Nhà chị làm một cái tiệc nhỏ nhỏ. Tiệc gì? Tiệc là mấy chục năm anh chị đến với nhau đó mà. Em biết rồi, người ta kêu là tiệc hấp hối phải không? Hôn. Hấp hôn. Ngày mai qua chơi nha. Dạ. Xuân, anh nói nghe nè, chị Khánh chưa có biết mặt em. Dạ. Thôi sẵn mai qua tiệc, anh dắt em theo rồi để cho chị Khánh bất ngờ luôn. Dạ dạ. Nhớ nha, ngày mai mặc đồ đẹp qua nhà chị. Chuẩn bị kỹ kỹ nha chị. Tiệc hấp hối là vậy. Hấp hôn. Đi nhé. Dạ ba chị. Làm hoành tráng nha. Ủa? Chị. Em.
Ba. Anh đây, giới thiệu với chị một bất ngờ ngày hôm nay. Đây là Xuân, bạn gái của em. Ồ, vậy hả? Thôi nè, em cũng biết anh Đông rồi đúng không? Dạ. Chị dành cho em bất ngờ luôn. Kể từ hôm nay, chị với anh Đông chính thức hẹn hò đó. Ba em. Bây giờ em biết bà... hết rồi. Dạ. Ba của Xuân. Dạ. Em bác không, hôm nay mình gọi tên nhau đi cho thân mật. Chị với bạn trai của chị khỏe. Thôi anh ngồi đi. Bạn trai con cũng khỏe. Dạ. Ngồi đi. Trời ơi, chủ nhà chưa cứ cho ngồi rồi. Ngồi. Bây giờ tấm cho ngồi đây nè. Dạ, ngồi đi. Dạ. Mời các bạn. Xin lỗi, cái chỗ này chỗ của chúng tôi rồi. Mời qua đây ngồi. Như tôi là nhân vật thôi kệ đi, tiền của người ta mà người ta có quyền. Đúng rồi. Rồi hai vợ chồng mặc đồ đẹp ghê. Anh mặc đồ như chụp X quang nha. Đẻ ra gà con nè. Nè, bây giờ á mọi người đói bụng hết rồi phải không? Đói quá. Khoan ăn đã nha. Để chồng tôi tuyên bố lý do đã. Đúng rồi. Tuyên bố lý do đi anh. Kính thưa các bạn, hôm nay buổi tiệc hôm nay tôi mời các bạn đến đây là có lý do. Một cái buổi tiệc mừng lễ hấp hôn của vợ chồng tôi. Ngày này năm đó 25 năm về trước, một đôi trai tài gái sắc, một đôi tiên đồng ngọc nữ, một đôi gia nhân yểm lệ. Tại sao tôi gặp nàng? Một hôm tôi đang đi xem biểu diễn thời trang, tôi đi ngang quán ốc, tôi thấy ánh mắt nàng nhìn tôi. Ôi, đôi mắt tròn xe như hai con ốc bu. Bậy mình. Ốc gạo, ốc bu nó lớn lắm. Đôi mắt tròn xe như hai con ốc gạo. Giùm em. Dạ. Chính đôi mắt này mà làm cho trái tim tôi xao xuyến. Tôi đã bị thổn thức trong tim. Tôi về tôi trình lại với mẹ tôi. Mẹ ơi, con đã phải lòng với người ấy rồi. Thế là mẹ tôi mới nói: con ơi, hãy nghiêng bếp lửa kéo đêm dài giá lành, mưa tan hồng sưởi ấm túp liều tranh. Khoan. Con hãy... Ê, trời ơi, cái gì vậy? Người ta đang kể chuyện ngôn tình lãng mạn mà sao mấy người ngủ trơn trọi vậy? Chịu không nổi. Sao kể xong chưa? Thôi em thấy là đừng có kể đi. Tới giờ này mà hai anh chị chưa bỏ nhau tức là sống hạnh phúc rồi. Thôi đừng kể. Đúng rồi. Khoan. Thôi ăn đi. Dở hết. Bà khoan ăn, nó nghe nè. Chưa, trước khi ăn mình chơi trò chơi. Bây giờ nghe mỗi độ được 3 câu hỏi, giờ mình hỏi trước nha. Dạ. Chuẩn bị nghe nha. Câu hỏi thứ nhất dành cho bên đội này. Khánh thích ăn món gì nhất? 2, 3. Châu hành. Tâm đổi hợp. Đúng rồi. Chuẩn bị câu thứ hai nha. Khánh bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. Hợp tâm đầu. Trong đôi mắt anh, em mãi mãi ở tuổi 30. Trời ơi, nổi với gà anh. Nè, còn câu chó nè, còn câu chó nghe, câu thứ ba nghe. Khánh thích trai trẻ hay trai già? 2, 3. Trai già. Trẻ. Gì? Anh thua mà sao anh thích? Em thích trai già. Vậy là đúng có 2 câu thôi đúng không? Chưa được 3 câu bây giờ. Chờ. Bên em. Mình đứng nắm tay em. Mình ôm cho nó tương thông luôn. Bây giờ chuẩn bị nghe câu hỏi nghe. Khôi và Xuân, hai người đó, con bé này nó sợ con gì nhất? Cá sấu. Hay quá. Chuẩn bị câu thứ hai nha. Em thích ăn món gì nhất? Mì gói. Bánh cherry. Ôi thật kìa. Sao vậy? Ủa sao bữa em nói thích ăn mì gói? Bánh cherry em cũng thích nữa. Ôi nhưng mà không sao. Câu thứ ba nha. Chuẩn bị nha. Khôi thích ăn món gì nhất? Phở. Cơm tiền nấu. Thua rồi. Trời ơi, sao? Chị vui mà. Em ơi ngồi hộp. Hai người thắng sẽ được một cặp vé đi ăn buffet miễn phí do vợ chồng tôi tài trợ đó. Yeah. Mà có sao? Gì rung vậy? Ăn chưa? Thì bây giờ còn gì nữa thì xong rồi ăn đi.
và Xuân có thật sự hiểu nhau, có thật sự yêu nhau không ta? Sao vẫn thấy có cái gì đó nó trớt quớt, nó sai sai á. Ủa, sao tiệm nhắn que vậy nè? Tuyền, Tuyền ơi, từ từ gì đây? Gửi anh Khôi. Em đã tìm thấy đĩa bay của em. Em trở về hành tinh của em đây. Chúc anh hạnh phúc với người mà anh hiểu và yêu thương nhất. Em Tuyền.